Mở đầu sẽ là thông tin về phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk. Vào ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xét xử đối với 100 bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở UBND xã Ia Katua và Ia Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo cũng như tội danh, điều khoản của Bộ Luật Hình sự áp dụng đối với các bị cáo, hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng. Tại phần xét hỏi, các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố. Tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận. Các bị cáo chủ mưu cũng thừa nhận hành vi chủ mưu lên kế hoạch trực tiếp thực hiện việc lôi kéo dụ dỗ người khác thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo xin được Đảng, Nhà nước, hội đồng xét xử xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xin gia đình bị hại cũng như nhân dân tha thứ trước những tội lỗi của mình gây ra.